Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Mộc Miên, học sinh lớp 62, trường Trung học cơ sở Đồng Phủ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong clip này, mình muốn truyền tải đến mọi người, nhất là cả bà học sinh, một vài thông tin và kỹ năng cần biết khi chúng ta đi bộ qua đường. Việc đi bộ qua đường tưởng chừng như rất đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Trên thực tế, rất nhiều người vì muốn nhanh nên đã băng qua đường tùy tiện, mặc kệ đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và dòng xe đang lưu thông. Không những thế, cũng có người sẵn sàng dầm lên thảm cỏ, cây xanh, vượt lên giải phân cách để qua đường. Chính những thói quen tưởng chừng rất nhỏ ấy đã gây ra những tai nạn giao thông đáng tiếc. Vì vậy, khi đi bộ qua đường, chúng ta cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Điều 32 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm nhìn cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm nhìn cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn. Người đi bộ không được vượt qua giải phân cách để sang đường. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dắt. Nếu không tuân thủ các nguyên tắc trên, người đi bộ sẽ bị xử phạt theo khoản 1, điều 9, Nghị định 100 năm 2019. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng nếu vượt qua giải phân cách, qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vạch kẻ đường. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu đi bộ vào đường cao tốc, trừ những người phải làm nhiệm vụ. Và không chỉ phải nộp phạt, mà quan trọng hơn, nếu chúng ta không tuân thủ những quy định trên thì có thể sẽ gây ra những tai nạn giao thông đáng tiếc cho bản thân và những người xung quanh. Hãy thực hiện mỗi ngày để thay đổi những thói quen không tốt các bạn nhé. Chúc các bạn luôn an toàn trên mọi hành trình.